hơi mềm một trái. Từ đó giờ mới thấy được các bạn ơi, hơi mềm một trái các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình tiếp tục cho hai bạn đậu gia nhãn quyên các bạn. À, các bạn biết cây này cây gì không? Đó. À, đây là cây phai mì các bạn. Mình có mua bọc me. Nè, me nè. Đó các bạn coi nè me nè các bạn. Ủa, ngon chưa? Đó. Hôm nay mình sẽ cho bạn đạo gia nhà Quy. Đó, đó là cái cây phai mì nó mọc ra trái me các bạn. Ừ, lạ kỳ chưa? Đó, mình bắt đầu mình gắn vô cái trái me nè. Đó, mình gắn trái me vô mè cái cây phai mì nha. Đó, mình gắn vô nha. Đó. Gắn vô nè. Mình làm theo cái mắt mình gắn vô nè. Bột ra luôn. Đó, mình gột luôn. Đây nè, cái cây nè, cây nè, hai ba trái rồi, thấy gắn được nè. Rồi các bạn ơi, mình đã gắn được mấy trái mè vô cái cây cây phai mì các bạn. Đây nè, đó nè, đúng chưa nè, đó nè, đó, đó nè. Rồi đó, mình gắn gọn nha các bạn. Rồi các bạn, mình gắn mấy trái mè vô xong rồi nè các bạn. Đó, nhìn lạ ra chưa, cây phai mì mà một trái mè nha các bạn. Bây giờ mình lên cái mình vô camera cái mình quay. À, hai đứa bạn đậu gia ở nhà Quy đi xuống vòng vòng tự nhiên thấy cây phai mì mà một cái da chấm me thôi, cảm giác hoặc là cái sự bất ngờ như thế nào các bạn? À, mình đang thấy cái miếng gì ăn chơi ngay ý, nhưng mà cây này đâu có cái gì đâu chơi. Tiếng đi, có bữa này ăn có đủ này ăn, giờ mình hát cái gì ăn luôn, giờ mình hát cái gì ăn luôn. Chưa chín à, có gì không? Không có. Cái đâu là đủ chưa? Hả? Chưa chín hả? Bữa còn ngon. Bự quá nữa. Đây nè. Có gì vậy? Giờ coi. Trời ơi hả? À đây nè. Kiếm mấy cây cắt vô coi. Đây nè. Rồi nè, ơi, đừng có đâu. Rồi, rồi cắt nè. Không. Ôi, cái này ăn được không? Không biết hả? Cắt ra thử đi. Ây, ghê quá. Giỏi không à. Nè. Đây, đây. Đây, đây nè. Ây. Nè. Mạnh chưa á? Nè, Quy không giỏi không? Trời ơi, thấy ghê quá. Trời ơi. Ôi, không nhớ ăn nữa, đi kiếm cái khác. Ừ, đó, giục mẹ đi. Đi thôi. Đi chở tôi cái trái này. Xem đẹp cái này. Ừ. 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 Rồi. Cái này phải cái phai mì không vậy? Đúng rồi. Cái này phải một me. Trời ơi, cái này thấy lạ quá à. Tại sao phai mì nó mọc me? Mình ăn thử đi. Ê, lại ăn vô chết dại rồi sao? Ai biết đâu. Ừ. Ê, cái trái này nè, ôi vô nè. Ôi nè. Nó ăn đúng không? À, chết dạ, rồi cô báo đi.
em uống nha. Để nào thử cho. Nè ăn đi. Cảm thấy sao? Ngọt lắm. Không. Nè uống thử luôn đi. Ăn lên. Uống thử đi. Thằng kỳ. Đây chắc này là cây mía. Cây là cây khoai mì thằng kỳ rồi. Đúng rồi. Để kiếm làm nhầm mấy con trái không. Ui. Cái đây nha. Là sổ trái nè. Trời cũng có trái nè. Ấy chén nó ngủ nè. Ít rồi. Nó rụng mùng nha. Đây nè chén nó rụng. Nó rụng nè. Cái chén nhầm nhầm mấy con không. Không có. Ôi ôi mấy cái giống chết luôn à. Sợ à. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 đó. Wow. 15, 16, 17, 18 thơm. Thôi cái này kỳ quá có phải không. Thôi lên chiêu 3 thôi. Đi chiêu 3 đi thôi. Đi chiêu 3. Hả ơi. Hả. Cái bánh mì một chai. Bánh mì một chai. Hả cái bánh mì một chai. Mấy chục trái luôn á. Bánh mì một trái, ai lại tin nó dốc quá. Thì cái bánh mì một trái. Đi nè, đi giùm coi. Bánh mì gì một trái. Bánh mì một trái. Thôi nó xạo, bánh mì đó vậy một củ ra một trái. Vậy bánh tin không? Người tin không? Bánh mì ta một củ ra, củ là đậu đắt lên vậy nè. Có củ một phần tay à, ta luộc nấu ăn. Ta không cho cái nhỏ nhỏ gì nè. Bái mù mà bái mì mà mọc trái có củ hả? Có trái hả? Trái. Chắc trái đây chắc phải mì tào lao rồi đó, phải mì gì vậy đó. Nó mọc trái không? Cái mì mọc trái. À. Cái mì mọc trái. Rồi đó giờ mới thấy được các bạn ơi. Phải mì mọc trái các bạn. Ờ ừ, nè. Trái này trái gì không biết nữa sao mà phải mì mọc trái nè. Ồ trái chân nè. Đây ồ cái này cũng có nè. Hả? Ồ đây nè. Ồ cái này nè. Ồ cái này có nè. Đây nè. Ôi trời luôn. Ủa đây nè, 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 đây nè, nè hồi đó. Ủa, bẻ luôn hả, bẻ luôn hả? Ờ, bẻ coi. Bẻ luôn. Đâu, 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 ăn được không? Bẻ được mấy trái này nè. Hồi nãy con Nguyên nó test rồi. Đi vô đây. Vô đây, vô đây. Nè, nè các bạn, nè, phải mì một trái, trái này trái lại các bạn. Rồi, giờ mới thấy à. Một mì mình. Mình thử ăn cái trái này chứ ăn được không? Cái này ăn được không? Được, hồi nãy con Nguyên nó test rồi. Ngon lắm. Ngon hả? Ừ. Ủa? Cái này sao giống trái me vậy ta? Phải trái me không? Ngọt me. Chua chua. Mình để mình bẻ rồi mình ăn thử coi. Hả con, ăn vị giống trái me lắm. Ồ, nè, trái này ngon quá. Ui. Ừ. Nè, trái này mùi luôn rồi nè. Mùi nó ra mất lấy luôn rồi nè. Đường luôn nè. Ủa. Wow, thèm quá. Ủa, cái thèm quá, mình ăn thử các bạn. Mời bạn nghe, ăn thử ơi. Ngon quá. Mời bạn. Nguyên ăn Nguyên. Bao rồi. Ăn thử ơi. Để ăn thử không? Nè. Cái trang trái gì á? Ngon quá hả? Cái trang trái me á. Cái cây này là cái gì? Cái phải mì. Phải mì, cái một cái trái me ngon vậy. Ủa. Vậy đứa nào gắn ở đây phải không? Không. Không biết. Nguyên gắn nè. Không. Dạ gắn nè. Sao giờ con đi chơi. Dạ gắn. Không có tiền đâu mà mua me gắn. Ờ. Sao tự nhiên mày mọc cái me ở đây. Không lẽ cây phai mì thằng kỳ. Nó mày thằng kỳ lắm gì có. Có phai mì chừng thằng kỳ trong cổ tích đó, nó mọc ra trái để cho mình ăn được á. Ừ. Nghĩa là nhà mình giàu to rồi. Nhà mình đã vô tình cầm được cái phai mì thằng kỳ. Phải không? Phải không? Ừ. Ừ. Nhưng ngon quá. Vậy là nhà mình trồng được cây mì phần thằng kỳ. Mùa mốt nó mọc ra được mấy trái me này nè. Mình đi bán có tiền có giá. Độc lạ luôn. Phải không? Ừ. Có tiền đi học nè. Chả nhóc kêu luôn bà ơi. Nhiều quá hả? Quần nhánh luôn hả? Ừ. Chả nhóc kêu luôn. Đại rụng. Dính nó mũi rụng luôn hả? Nữa không? Nữa không? Quyên, Quyên. Bẻ nhóc kêu hả? Em vô mừng mút. Người ta thấy là bẻ đó. Cái này làm nước me uống ngon à. Em vô ăn, ngon quá. Nhóc cơ nè. Hai đứa ngồi xuống ăn đi. Đây ngồi đây luôn. Ngồi xuống. Ngon quá.
Quyên ngồi xuống. Trang ngồi xuống. Để mát à. Đẹp hả? Ủa trái nhóc kêu luôn. Ủa trái chín nè. Hả? Ủa trái nè bạn ơi. Cà cà phê mày có cái củ chị không? Ủa trái nhóc trơn bạn ơi nè. Đó. Hồi nãy mình ăn trái thấy ngon quá, vậy mình ăn thêm trái nữa bạn. Thưởng trái nữa coi. Nè. Ồ. Quyên ngồi xuống Quyên. Ngon lắm các bạn ơi. Đây nè. Bọng luôn. Ủa nó ra đường nè. Vậy nhà nhà mình trồng được cái cây phê mì thần kỳ nó mọc rồi. Cưa chắc rồi. Sao hả? Cái gì ai gắn. Ai gắn phê mì mà mọc cái trái me thì gọi là phê mì thần kỳ, nó mọc cái trái me được. Mà sao thấy gì lắm. Nghĩ cái gì? Gì ai gắn. Ai đâu gắn phê mì mà gắn gì, tự nó mọc á. Không chắc không. Không chắc, chắc đâu. Phải không? Ừ. Bạn ngon không? Ừ. Trái trái gì chú Gùng, trái trái gì? Trái me. Trái me từ đâu mà có? Trái me. Trái me từ cây me mới có. Cây phê mì là cái cây là có mọc mọc cái gì? Mì. Mọc mọc ra cái phê mì mọc ở dưới đất. Mọc đất có củ. Củ là mọc đất. Đào lên mới có nấu được củ ăn. Đúng không? Ừ. Phê mì cũng ăn sống được nè. Vậy là có người ai gắn về ai chon đó, ba người con nè, Quyên nè, Đậu Già nè, chon ba phải không? Ba. Ba nào? Ba nãy sớm giờ nằm trên nhà mà, nãy giờ con đi đâu? Nãy giờ chơi. Con chơi kiếm đồ ăn ăn đi chơi. Vậy là hai con gắn nè, Đậu Già gắn vô nè, có không? Không. Quyên gắn vô nè. Không, sáng giờ con ngủ nướng. Trời ơi, sáng giờ ngủ nướng hả? Ngủ nướng rồi đi đâu vòng vòng? Ghê lắm, dậy rồi mới đi á. Như hả? Để có cùng ai gắn? Ba gắn. Phải ba gắn không? Phải, ba gắn mới ghê lắm nè. Các bạn ơi, vậy là cuối cùng ai gắn các bạn? Phải mình gắn không? Biết thì bình luận xuống nha. Nếu biết thì bình luận xuống là ai, người nào gắn các bạn? Ngon quá à. Mở bạn nghe. Quyên mở bạn chưa? Bây giờ mở bạn chưa? Mở với bạn nha. Ngon quá. Các bạn. Nào nhóc chân bạn ơi. Ngon nghe. Nhóc chân luôn. Thì các bạn ơi, vậy là các bạn nào biết ai gắn cái cây ai gắn trái me lên cây phê mì thì hãy để bình luận với các bạn. Rồi clip ở đây thì mình xin kết thúc với các bạn. Cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh các bạn. Chào tất cả các bạn. Bye.